Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của Kiên Hai Hen, kênh chuyên về đồ si hiệu, hàng thường tuyển, đồ hai hen hiệu. Ngày hôm nay tiếp tục đến với series săn đồ si tập thứ 133 thì mình sẽ lên thêm cho anh em 30 mẫu áo phông cổ bẻ đều đến từ những thương hiệu nổi tiếng thế giới, có thiết kế đẹp mắt, độ mới cao, đã được giặt xả là sạch sẽ thơm tho. Anh em có thể mặc được ngay mà khi nhận được. Và tất cả những chiếc áo ngày hôm nay mình lên đều sẽ có đồng giá là 200.000 đồng một chiếc và giá đã bao gồm phí ship. Mọi thông tin chi tiết anh em hãy kéo xuống dưới phần mô tả để có thể liên hệ ngay với mình. Và ok, chúng ta hãy cùng khám phá xem ngày hôm nay chúng ta có siêu phẩm gì nhá. Let's go. Đầu tiên chiếc áo có mã là T1, kích thước vai eo dài là 50 53 74, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Person Sport Golf. Đây là một thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản và chuyên sản xuất những cái dòng sản phẩm để mà chơi golf, và phối màu trắng ngà, đỏ và xanh tím than. Và ba sọc này màu rất là đẹp luôn, mặt trước lẫn mặt sau, cũng được làm kết hợp với giữa những cái phối màu y hệt như vậy. Và đây là một chiếc áo anh em mặc rất là thời trang và mặc để chơi golf, chơi thể thao hay là những cái bộ môn vận động khác thì rất là phù hợp. Chất liệu vải dạng cốt tông lưới đây, còn rất là mới, cực kỳ dày dặn và siêu co giãn thoáng mát. Đây anh em có thể nhìn thấy dòng chữ Person Sport Golf rất chất ở bên ngực này, nhìn một phát là biết là anh em là những người chất rồi. Bo với bắp tay là dạng bo suông như này, và trước ngực sẽ có một vài những cái cúc có logo của tên thương hiệu này. Ở bên phải đây chúng ta cũng có một cái logo được thêu nổi và tem trên cổ áo đây, Person Sport Golf, anh em có thể nhìn thấy. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này. Ở phía bên eo thì chúng ta có một cái tag nhỏ nhỏ ở bên cạnh đây, và thêm cúc để thay, và một cái tag còn rất là mới luôn, size L. Bề mặt phía bên trong này cũng rất là mềm mại và cực kỳ thấm mồ hôi. Tiếp theo chiếc áo có mã là T2, kích thước vai eo dài là 43 49 69, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Coaway. Đây là một thương hiệu thời trang chuyên về dòng quần áo chơi golf và rất là nổi tiếng của Mỹ. Và phối màu xanh biển này kết hợp với lại những cái họa tiết trắng hình những chú cá heo và hình những cái bánh, nhìn nó rất là biển khơi luôn. Và phía mặt sau cũng là phối màu y hệt như vậy, và chất liệu vải dạng cốt tông lưới pha polyester, rất là thể thao và cực kỳ co giãn, độ mới cũng rất là cao luôn. Anh em có thể nhìn thấy chất vải ở chiếc áo này siêu thoáng mát luôn, logo Coaway được thêu nổi trước ngực, và thêm những cái họa tiết màu trắng rất là tinh tế, có những cái cúc ở trước ngực đây. Và nếu mà nhìn ngang của chiếc cúc này, anh em có thể nhìn thấy logo của Coaway, họ được làm rất là chi tiết luôn. Ở trên cổ áo cũng sẽ có những cái cúc nhỏ để giữ form, và tem Coaway size L Á ở trên cổ áo đây. Và bên bắp tay chúng ta còn có một cái logo rất là đẹp ở bên bắp tay đây luôn. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều những cái tag nhỏ nhỏ ở cạnh bên eo đây, và một cái bề mặt phía bên trong cực kỳ trơn và siêu co giãn thoáng mát. Tiếp theo chiếc áo có mã là T3, kích thước vai eo dài là 45 46 71, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Royal Polo. Đây là một thương hiệu thời trang cũng dày dòng quần áo polo chơi mã cầu ở bên Mỹ, và phối màu vàng hết luôn. Toàn bộ chiếc áo này màu basic là màu vàng, anh em nào mà phù hợp với cái màu vàng hay là nó hơi đậm đậm một chút màu nâu thì mặc chiếc áo này sẽ rất là hợp. Chất liệu vải dạng cốt tông lưới cực kỳ mềm mại và lên form cũng rất là đẹp luôn. Đây anh em thì nhìn thấy độ mới khá là cao, và có túi ở trên ngực đây, một cái logo và tên của Royal Polo ở trên ngực, là hình người chơi mã cầu. Và bo bắp tay là dạng hơi bo như này, trước ngực sẽ có một vài những cái cúc màu vàng, và tem của Royal Polo trên cổ áo đây có ghi là size MO. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm những cái tag nhỏ nhỏ ở phía bên eo đây, và một cái bề mặt phía bên trong cực kỳ mềm mại và rất là thân thiện với cơ thể. Tiếp theo chiếc áo có mã là T4, kích thước vai eo dài là 45 50 67, vừa với người cao từ khoảng 1m6 đến 1m65, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản, và phối màu đỏ đô, màu đỏ mận. Toàn bộ chiếc áo này đều là màu đỏ mận hết luôn. Cái phối màu đỏ này nó không quá là rực rỡ, nhưng mà nhìn nó vẫn rất là chất và cực kỳ đại gia luôn. Và chất liệu vải là dạng cốt tông lưới, khá là dày dặn và độ mới cao. Đây anh em có thể nhìn thấy vải này mặc sẽ rất là thoải mái luôn. Bo bắp tay là dạng hơi bo như này, và thêm một vài những cái cúc Uniqlo ở trước ngực đây nữa. Tem Uniqlo ở trên cổ áo có ghi là size M đây. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm cúc để thay,
là một cái tag của Uniqlo nhỏ nhỏ đây. Bề mặt phía bên trong này là dạng lưới rất là trơn luôn và cực kỳ thấm mồ hôi. Tiếp theo chiếc áo có mã là T5, kích thước vai eo dài là 47, 48, 74, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Polo Ralph Lauren, một thương hiệu thời trang đến từ Mỹ và rất là nổi tiếng. Phối màu hồng phấn, màu hồng nhạt này thì anh em hay là các chị em đều có thể mặc được luôn. Và cái dáng của chiếc áo này là dáng nó hơi ôm một chút, phía mặt sau sẽ là màu hồng phấn hết luôn. Và chất liệu vải dạng cotton lưới rất là dày dặn và lên form cũng rất là đẹp luôn. Màu này anh em mặc vào thì cực chất luôn nhá, độ mới cũng rất là cao luôn. Có logo người chơi mã cầu ở trước ngực siêu nổi đây. Bo bắp tay là dạng là hơi bo như này. Và trước ngực sẽ có một vài những cái cúc màu trắng ngà. Tem Polo Ralph Lauren size XL trên cổ áo đây. Và hình như đây được ghi là size đúng rồi, ghi là size XL. Và chiếc áo này cũng được sản xuất tại Campuchia, 100% cotton. Đây có ghi ở trên tem đây. Và mình sẽ xem ở phía bên eo của chiếc áo này thì chúng ta sẽ có một cái bề mặt phía bên trong rất là mềm mại, thân thiện với cơ thể và cực kỳ thoáng mát. Tiếp theo chiếc áo có mã là T6, kích thước vai eo dài là 48, 50, 72, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Polo Ralph Lauren, là một thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng của Mỹ. Và phối màu ghi, màu ghi ánh nâu này, một cái phối màu và mọi người hay gọi là kiểu màu trà sữa. Và phía mặt sau cũng là phối màu ghi y hệt như vậy. Và chất liệu vải dạng cotton lưới. Đây cũng là một phối màu mà anh em mặc lên sẽ rất là đẹp và không sợ bẩn, có thể mặc hàng ngày luôn. Đây, chất liệu vải rất là mềm mịn, cực kỳ thân thiện với cơ thể. Có logo người chơi mã cầu trước ngực kêu nổi. Và bo bắp tay là dạng hơi bo như này. Có thêm một vài những cái cúc màu trắng ngà. Có dòng chữ Polo Ralph Lauren ở trên từng chiếc cúc này luôn. Nhìn kỹ anh em có thể thấy được. Và tem Polo Ralph Lauren mới tinh size L ở trên cổ áo. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm một cái tag nhỏ nhỏ ở phía bên hông đây. Và một cái bề mặt phía bên trong rất là mềm mịn và cực kỳ thấm mồ hôi. Tiếp theo chiếc áo có mã là T7, kích thước vai eo dài là 50, 53, 70, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Roche. Đây là một thương hiệu thời trang đến từ Mỹ. Và phối màu trắng kết hợp với lại xanh tím than, là một phối màu rất là đẹp luôn. Nhìn như kiểu là trọng tài, phía mặt sau cũng là phối màu y hệt như vậy. Và chiếc áo này thì có vạt sau dài hơn vạt trước một chút. Thì cái chiều dài mà 70 thì nó sẽ là đo từ trên cổ áo đến cái vạt trước này. Cho nên là đây là một chiếc áo mà có thể 1m7, 1m75 mặc vừa đẹp luôn nha anh em. Đây, chất liệu vải dạng cotton mịn, rất là mềm mại luôn. Và cực kỳ co giãn, độ mới cũng rất là cao. Anh em có thể nhìn thấy logo Roche ở trước ngực được thêu rất là đẹp. Bo bắp tay là dạng hơi bo như này. Và thêm cả logo ở bên cạnh bên bắp tay nữa được thêu nổi, cực kỳ sắc nét. Và cúc màu trắng ở trước ngực cũng có logo của hãng Roche này. Và trên cổ áo đây cũng có tem Roche USA. Và đây ghi là size M nhưng là size M Mỹ nha anh em. Size M Mỹ là size nó rất là to. Và mình sẽ xem ở phía bên eo của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm cúc để thay và một vài những cái tag nhỏ nhỏ. Bề mặt phía bên trong này cũng rất là mềm mịn và cực kỳ thoáng mát. Tiếp theo chiếc áo có mã là T8, kích thước vai eo dài là 48, 51, 68, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Lindbergh. Đây là một thương hiệu thời trang chuyên về dòng quần áo golf đến từ Mỹ và cùng tên với lại huyền thoại Lindbergh chơi đánh golf ở các cái giải nhà nghề. Anh em tìm hiểu về những cái bộ môn thể thao chơi golf thì sẽ có thể tìm thấy được cái vị idol này. Và phối màu trắng ngà. Và trên cổ phối màu nâu, phía mặt sau cũng là phối màu y hệt như vậy. Và chất liệu vải của chiếc áo này khá là đặc biệt, nó là dạng kiểu sợi cotton organic. Đây anh em có thể nhìn thấy cái chất liệu vải này, nó nhìn xuyên được luôn nha anh em, khá là thoáng luôn. Những cái lỗ thông khí nhìn rất là nét. Và chất vải còn rất là mới. Có túi ở trước ngực đây. Và bo với bắp tay là dạng bo suông như này. Có thêm một vài những cái cúc màu đen ở trước ngực đây. Và tem Lindbergh ở trên cổ áo. Và những cái họa tiết này được làm nhìn nó rất là sang trọng luôn. Anh em có thể nhìn thấy. Và mình sẽ xem ở phía bên eo của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm một cái tag nhỏ nhỏ còn mới nguyên bên eo. Và một cái bề mặt phía bên trong này siêu thoáng luôn nha anh em. Tiếp theo chiếc áo có mã là T9, kích thước vai eo dài là 51, 54, 84,
vừa với người cao từ khoảng 1m75 đến 1m8, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Polo Ralph, một thương hiệu thời trang đến từ Mỹ, và phối màu xanh biển đậm. Toàn bộ chiếc áo này là màu xanh biển đậm hết luôn. Và chỉ có mỗi cái là chiếc áo này kích thước nó hơi bự, cho nên là nó sẽ vừa với mấy anh em mà kiểu cao to một chút hoặc là béo bụng đấy, thì có thể là mặc vừa chiếc áo này. Và chất liệu vải dạng cốt tông lưới khá là mềm mại và cực kỳ co giãn, độ mới cao đấy, anh em có thể nhìn thấy được. Và logo người chơi mã cọc được thêu nổi trước ngực đây. Bo bên bắp tay là dạng hơi bo như này, và thêm một vài những cái cúc ở trước ngực, tem Polo Ralph Lauren ở trên cổ áo. Và đây là size M, nhưng cũng là size M Mỹ nhá, rất là bự luôn. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm một cái tag nho nhỏ mới nguyên đây, và một cái bề mặt phía bên trong cực kỳ mềm mại và siêu thấm mồ hôi. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T10, kích thước vai eo dài là 46 52 70, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Claudio Valentino, một thương hiệu thời trang đến từ Italia. Và chiếc áo này được sản xuất tại Paris, Pháp luôn. Và phối màu ghi, toàn bộ chiếc áo này đều là màu ghi hết luôn, một phối màu rất là đơn giản, nhưng mà những cái chi tiết nhỏ sẽ làm cho anh em thấy là đây là một chiếc áo rất là xịn. Và chất vải dạng cốt tông mịn đây, cực kỳ co giãn và sáo rất là mềm luôn. Có túi ở trước ngực và một cái tag Claudio Valentino ở trước ngực, còn mới tinh luôn. Có thêm một vài những cái cúc cũng có logo của tên thương hiệu này trên từng chiếc cúc luôn. Tem Claudio Valentino trên cổ áo đây, Paris, và có ghi là size L. Thì đây là size L Á. Bo ở bên bắp tay là dạng bo suông như này. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm một cái tag nhỏ nhỏ ở phía bên eo đây, và một cái bề mặt phía bên trong rất là mềm mịn như da em bé, siêu thấm mồ hôi. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T11, kích thước vai eo dài là 45 52 74, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản. Và phối màu ghi đậm, toàn bộ chiếc áo này màu ghi đậm hết luôn, và được làm một cái thiết kế mà không phải là màu ghi đậm hết, mà nó sẽ có những chỗ đậm chỗ nhạt khác nhau, có thêm những cái lỗ thông khí. Và chất liệu vải của chiếc áo này là công nghệ dry, vải polyester 100%. Và đây, mình sẽ cho anh em xem gần hơn cái độ mới của chiếc áo này, với những cái họa tiết lỗ thông khí làm rất là chi tiết trên chiếc áo luôn. Em mặc chiếc áo này sẽ cảm thấy sẽ rất là mát và cực kỳ nhẹ nhàng. Bo bên bắp tay là dạng bo suông như này, và trước ngực sẽ có một vài những cái cúc màu ghi đậm đây, và tem Uniqlo trên cổ áo. Anh em có thể nhìn thấy đây là một chiếc áo rất là thoáng và mặc thoát mồ hôi cực kỳ luôn. Mình sẽ xem ở phía bên eo của chiếc áo này, thì sẽ có một cái tag ở bên eo được in thẳng lên trên áo như này luôn. Và chất vải cực kỳ co giãn đây, anh em có thể nhìn thấy dạng lưới rất là thoáng luôn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T12, kích thước vai eo dài là 42 46 70, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản. Và phối màu ghi hết luôn, thêm một vài những cái họa tiết hình ô trắng xanh ở trên chiếc áo này, những cái họa tiết chấm nhìn rất là hay ho. Và phía mặt sau cũng là phối màu y hệt như vậy. Và chất liệu vải dạng cốt tông lưới cực kỳ mới luôn nha anh em. Đây, dạng cốt tông lưới này rất là mềm mịn và co giãn, thấm mồ hôi. Bo bắp tay là dạng hơi bo như này, có những cái họa tiết màu trắng xanh hình ô trên chiếc áo này, tạo chiếc áo này cái độ mát. Và có cúc ở trước ngực cái màu ghi đây, và tem Uniqlo trên cổ áo size M. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm một cái cúc để thay và tag Uniqlo ở bên cạnh. Bề mặt phía bên trong này cũng rất là mềm mịn và cực kỳ thấm mồ hôi. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T13, kích thước vai eo dài là 50 51 70, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Liberty. Đây là một thương hiệu thời trang đến từ Mỹ và chuyên về dòng quần áo thể thao chơi golf. Và phối màu này màu ghi ánh xanh rêu. Đây là một cái phối màu mà nhìn khá là lạ mắt luôn, kết hợp với lại những cái sọc cam ở ngang chiếc áo này. Và wow, đây là một chiếc áo mà anh em mặc đi chơi thể thao thì quá là đẹp luôn. Phía mặt sau cũng là họa tiết y hệt như vậy. Và chất liệu vải dạng là cốt tông đây. Đây là một cái chất vải mà được làm bởi cái công nghệ mà khá là lạ luôn, anh em có thể nhìn thấy các cái sợi vải được thêu rất là khác nhau, và cái độ dày cũng như là tạo cái bề mặt lưới nó cũng rất là khác nhau luôn. Và những đường sọc cực kỳ tinh tế. Bo bên bắp tay là dạng bo suông như này. Trước ngực sẽ có một cái túi để đựng một số món đồ nhỏ nhỏ, thêm một vài những chiếc cúc ở trước ngực đây,
và tem. Limburg ở trên cổ áo có ghi là size M. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này. Ở phía bên eo chúng ta sẽ có một cái tag ở phía bên hông đây. Và một cái bề mặt phía bên trong này cực kỳ thoáng mát luôn, anh em mặc vừa thời trang vừa thể thao luôn. Tiếp theo chiếc áo có mã là T14. Kích thước vai eo dài là 49-73. Bởi với người cao từ khoảng 1m65-1m7. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu ASICS, một thương hiệu ở thời trang thể thao rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Và phối màu ghi hết luôn, toàn bộ là màu ghi. Và chất liệu vải polyester thể thao tạo nên một cái độ bóng nhất định, làm cho chiếc áo này nhìn nó sẽ khá là sáng lên khi mà phản với lại ánh sáng mặt trời hoặc là ánh sáng đèn điện. Và độ mới chiếc áo này cũng rất là cao luôn. Một chiếc áo mà mặc để chơi thể thao thì tuyệt vời luôn anh em. Đây, chất vải rất là trơn, cực kỳ co giãn. Bo bắp tay là dạng bo suông như này. Trước ngực chúng ta sẽ có một cái túi và logo của ASICS được thêu nổi đây. Thêm một vài những cái cúc cũng có logo của ASICS luôn. Đây, nhìn rất là rõ luôn. Và tem ASICS ở trên cổ áo có ghi là size L. Chiếc áo này thì 1m7 mặc là đẹp nhất. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này. Chúng ta sẽ có thêm cúc để thay, tắc nhỏ nhỏ phía bên eo đây. Và một cái bề mặt phía bên trong này cực kỳ trơn và siêu thân thiện với cơ thể. Tiếp theo chiếc áo có mã là T15. Kích thước vai eo dài là 45-47-70. Vừa với người cao từ khoảng 1m65-1m7. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản. Và phối màu đen kết hợp với lại màu đen nhạt trên cổ áo với chiếc cúc đây. Một phối màu rất là cơ bản và ai cũng có thể mặc được. Phía mặt sau cũng là phối màu đen hết. Và chất liệu vải dạng cốt tông lưới, rất là mềm mịn, cực kỳ thoáng mát luôn. Đây anh em có thể nhìn thấy độ mới chiếc áo này còn rất là cao. Bo bên bắp tay là dạng bo suông như này. Trước ngực sẽ có một vài những cái cúc màu đen đây. Và chiếc áo này có phần cúc nhỏ để có thể giữ form trên cổ áo này. Thì mình chưa đóng, trong quá trình xử lý mình chưa kịp đóng. Và tem Uniqlo trên cổ áo size M đây được in rất là sắc nét và cực kỳ mới luôn. Ở phía bên eo chúng ta sẽ có hai cái cúc để thay và tag của Uniqlo đây. Bề mặt phía bên trong này cũng rất là trơn, mềm mịn và cực kỳ thoáng. Tiếp theo chiếc áo có mã là T16. Kích thước vai eo dài là 44-47-66. Vừa với người cao từ khoảng 1m6-1m65. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản. Và phối màu trắng kết hợp với lại sọc xanh ngang, nhìn rất là trắng sáng, tươi mát luôn. Và phía mặt sau cũng là phối màu y hệt như vậy. Và chất liệu vải dạng cốt tông lưới, rất là dày dặn, co giãn và cực kỳ thấm mồ hôi. Độ mới cũng rất là cao luôn nha anh em. Đây anh em có thể nhìn thấy chất vải đây. Bo bắp tay là dạng hơi bo như này. Và có thêm cúc ở trước ngực cũng là màu trắng ngà luôn. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này. Chúng ta sẽ có thêm cúc để thay, một cái tag nhỏ nhỏ và một cái bề mặt phía bên trong này rất là mềm mịn và cực kỳ thấm mồ hôi. Tiếp theo chiếc áo có mã là T17. Kích thước vai eo dài là 49-50-71. Vừa với người cao từ khoảng 1m65-1m7. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu Pierre Cardin. Đây là một thương hiệu thời trang đến từ Pháp. Và cũng là những cái dòng quần áo mà được coi là sang trọng. Và nãy mình vừa mới xem giá của chiếc áo của hãng này, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3-4 triệu với những chiếc áo polo như thế này mà hàng mới. Và phối màu ghi kết hợp với lại phối màu đen, sọc trắng, rất là đẹp và tinh tế luôn. Phía mặt sau cũng là phối màu y hệt như vậy. Và chất liệu vải dạng cốt tông lưới cao cấp. Và những cái sản phẩm đến từ Pháp, đến từ châu Âu, kinh đô thời trang thì anh em yên tâm luôn. Đây, chất vải rất là mềm mịn luôn và mặc lên form sẽ cực kỳ đẹp luôn. Bo bên bắp tay là dạng bo, hơi bo như này. Và trước ngực chúng ta sẽ có một cái túi logo của Cardin đây được thêu nổi trước ngực. Và thêm một vài những cái cúc cũng có logo của thương hiệu này trên từng chiếc cúc luôn. Và tem trên cổ áo đây. Đây anh em có thể nhìn thấy đây là một chiếc áo Paris luôn, Pierre Cardin. Một thương hiệu thời trang mà cũng đã được phân phối ở Việt Nam bởi những cái thương hiệu phân phối quần áo hàng hiệu ở Việt Nam rồi. Anh em lên Google search một phái là ra một đống luôn. Và mình sẽ xem ở phía bên eo đây. Chúng ta sẽ có một vài những cái tag còn mới nguyên. Bề mặt phía bên trong này cũng rất là mềm mịn và cực kỳ co giãn luôn. Tiếp theo chiếc áo có mã là T18. Kích thước vai eo dài là 41-46-70. Vừa với người cao từ khoảng 1m65-1m7. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu Chloro. Đây là một thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản. Và đây là một chiếc áo mà họa tiết rất là hoa lá cảnh, nhìn cực kỳ là sơn thủy hữu tình. Mặt trước lẫn mặt sau đều là những họa tiết nhìn như một bức tranh. Và chất liệu vải của chiếc áo này là dạng cốt tông mịn,
rất là mềm mại luôn và cực kỳ co giãn, mặc sẽ rất là thoáng mát, cực kỳ thích hợp để đi du lịch. Anh em có thể nhìn thấy họa tiết trên chiếc áo này cực kỳ đẹp luôn. Và bo bắp tay là dạng bo suông như này, trước ngực chúng ta sẽ có một cái túi nho nhỏ và thêm một vài những cái cúc được làm bằng cùi dừa ở trên ngực đây. Tem Chloro, một thương hiệu đến từ Nhật Bản, ở trên cổ áo đây nữa. Và mình sẽ xem ở phía bên eo, chúng ta sẽ có một cái tag nho nhỏ và một cái bề mặt phía bên trong này rất là mềm mịn, cực kỳ thấm mồ hôi. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T19, kích thước vai eo dài là 56, 57, 72, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu 23 Air Sport. Đây là một thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản và chuyên về những cái dòng quần áo chơi thể thao. Và phối màu ghi đậm, chấm ghi trắng và ghi nhạt và ghi đậm, nó chấm xen kẽ nhau trên chiếc áo này, rất là chi tiết. Và phía mặt sau cũng là phối màu y hệt như vậy. Và chất liệu vải dạng cốt tông lưới, rất là mềm mịn và mặc sẽ rất là thoải mái luôn. Đây anh em có thể nhìn thấy độ mới cực kỳ cao và chất vải này siêu co giãn. Logo của 23 Air Sport được thêu nổi trước ngực đây. Và bo bắp tay là dạng hơi bo như này, trước ngực sẽ có một vài những cái cúc được làm rất là mới luôn, anh em có thể nhìn thấy. Và có thêm cả những cái tag ở trên cổ áo đây nữa. Và tem 23 Air Sport được làm ở trên cổ áo này còn mới nguyên. Mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này thì chúng ta sẽ có thêm tag ở phía bên hông đây, và một cái bề mặt phía bên trong này rất là mềm mịn, cực kỳ thân thiện với cơ thể. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T20, kích thước vai eo dài là 55, 53, 74, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Mizuno. Và đây cũng là một chiếc áo đến từ thương hiệu Nhật Bản và chuyên về dòng quần áo thời trang thể thao. Đây cũng là một chiếc áo mà anh em mặc để chơi thể thao, với cái form dáng mà vai nó sẽ hơi trễ một chút thì mặc nó sẽ thoải mái khi chúng ta vận động hơn. Toàn bộ chiếc áo này đều là phối màu vàng, phía mặt sau cũng là màu vàng hết luôn, và chất liệu vải dạng cốt tông lưới rất là thể thao. Đây anh em có thể nhìn thấy chất vải này, anh em mặc vận động sẽ rất là thoải mái luôn, và độ mới cũng rất là cao. Bo bắp tay là dạng bo hơi bo như này, và thêm một vài những cái cúc màu trắng ở trước ngực, tem Mizuno All Sport ở trên cổ áo đây, size L. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm một cái tag nho nhỏ và một cái bề mặt phía bên trong này rất là co giãn và cực kỳ thoáng mát. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T21, kích thước vai eo dài là 51, 60, 76, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản và phối màu xanh rêu đậm, xanh bộ đội. Toàn bộ chiếc áo này đều là phối màu đó hết, và chất liệu vải dạng cốt tông lưới còn rất là mới luôn và lên form cực kỳ thoáng mát, co giãn. Đây em có thể nhìn thấy chất vải đây, và có túi ở trước ngực đựng một số món đồ. Bo bên bắp tay là dạng hơi bo như này, và cúc Uniqlo ở trước ngực đây, và tem Uniqlo ở trên cổ áo. Và đây cũng là một chiếc áo size XL, anh em mặc vừa thì sẽ rất là đẹp luôn. Và phía bên eo chúng ta sẽ có một cái cúc để thay tag của Uniqlo, và một cái bề mặt phía bên trong này cực kỳ trơn và siêu thân thiện với cơ thể. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T22, kích thước vai eo dài là 50, 51, 72, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Michiko London. Đây là một thương hiệu thời trang gốc là nhà thiết kế người Nhật, nhưng mà được sản xuất và kinh doanh ở thành phố London, Anh. Và phối màu trắng ngà, phối màu ghi nhạt đây. Toàn bộ chiếc áo này đều là phối màu đó, và chất liệu vải dạng cốt tông lưới khá là mềm mịn và cực kỳ thoáng mát luôn. Phối màu này mặc anh em cũng sẽ không sợ bẩn và có thể mặc hàng ngày, mặc đi nhiều sự kiện khác nhau. Và độ mới chiếc áo này cũng còn rất là cao, có túi ở trước ngực đây và logo Michiko London được thêu nổi. Bo bên bắp tay là dạng bo suông như này, thêm một vài những chiếc cúc ở trước ngực cũng có logo của thương hiệu này. Và trên cổ áo đây được thiết kế khá là tinh tế với những cái họa tiết được thêu cực kỳ chất, và tem Michiko London size M trên cổ áo đây, và đây là size M Mỹ. Và mình sẽ xem, đây là size M Âu, và mình sẽ xem ở phía bên eo của chiếc áo này, chúng ta sẽ có một cái tag nho nhỏ ở phía bên eo đây, và một cái bề mặt phía bên trong này cực kỳ thấm mồ hôi và siêu co giãn luôn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T23, kích thước vai eo dài là 49, 55, 76, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản và phối màu vàng. Toàn bộ chiếc áo này đều là màu vàng hết luôn, một phối màu cơ bản, đơn giản nhưng mà đẹp,
và chất liệu cotton lưới còn rất là mới luôn. Đây anh em có thể nhìn thấy cái chất vải này, mặc cực kỳ thích và siêu thoáng mát luôn. Bo bắp tay là dạng hơi bo như này, và trước ngực chúng ta sẽ có một vài những cái cúc có dòng chữ Uniqlo trên từng chiếc cúc luôn. Tem Uniqlo size XL trên cổ áo đây. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm cúc để thay và một cái tag nhỏ nhỏ. Bề mặt phía bên trong này cũng rất là co giãn và cực kỳ thoáng mát luôn. Tiếp theo chiếc áo có mã là T24, kích thước vai eo dài là 44, 50, 71, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản và phối màu đen. Toàn bộ chiếc áo này là màu đen trơn hết và chất liệu vải polyester thể thao, rất là thoáng mát và cực kỳ mỏng luôn, nhưng mà rất là co giãn và chắc chắn. Đây anh em có thể nhìn thấy chất vải đây, mặc siêu thấm mồ hôi luôn. Bo bắp tay là dạng bo suông như này, trước ngực sẽ có một vài những cái cúc màu đen đây, và trên cổ áo có ghi là size L. Mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm cúc để thay đây, và tag của Uniqlo, tag còn rất là mới luôn. Và bề mặt phía bên trong này dạng lưới cũng rất là trơn và cực kỳ thấm mồ hôi. Tiếp theo chiếc áo có mã là T25, kích thước vai eo dài là 44, 48, 69, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu Heritage. Đây là một thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản và chuyên về cái dòng quần áo mà chơi golf. Và đây cũng là một chiếc áo mà dành cho chơi golf luôn. Phối màu trắng ngà, toàn bộ chiếc áo này đều là phối màu trắng ngà, có những cái đường sọc ngang ở bên chiếc áo này, họa tiết nhìn nó rất là hoàng gia. Và đây mình sẽ cho anh em xem gần hơn chất liệu vải cotton mịn. Đây một cái chất vải mà nhìn rất là co giãn thoáng mát luôn. Những cái đường sọc nó sẽ phản chiếu dưới ánh sáng tạo ra độ sang cho chiếc áo này. Có túi ở trước ngực đây, và bo với bắp tay là dạng bo suông như này. Trước ngực chúng ta sẽ có một vài những cái cúc nhỏ nhỏ và tem Heritage Golf Classic ở trên cổ áo đây. Một chiếc áo này chơi golf rất là hợp luôn, và anh em mặc để đi diện hàng ngày thì cũng rất là hợp lý luôn. Mình sẽ xem ở phía bên eo của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm cúc để thay, một cái tag nhỏ nhỏ, và một cái bề mặt phía bên trong này rất là trơn và cực kỳ mát mẻ khi sờ vào luôn. Tiếp theo chiếc áo có mã là T26, kích thước vai eo dài là 45, 50, 68, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu Dunlop, và đây là một thương hiệu thời trang đến từ Anh Quốc, chuyên về dòng quần áo thời trang thể thao và đặc biệt là thời trang dành cho mô tô xe máy. Và phối màu ghi bóng này tạo ra cho chiếc áo này một cái độ phản lại ánh sáng nhất định. Và phía mặt sau cũng là phối màu ghi hết luôn, và chất liệu vải dạng cotton lưới pha polyester. Đây một cái chất vải mà sờ vào rất là mát luôn, cực kỳ co giãn. Bo bắp tay là dạng bo suông như này, trước ngực chúng ta sẽ có một cái túi nhỏ nhỏ và tag của Dunlop Collection ở bên cạnh đây. Ở trước ngực chúng ta sẽ có một vài những cái túi, một vài những cái cúc đây, có logo của Dunlop được in lên trên luôn, được làm rất là sắc nét. Và phía mặt trong này được làm cách điệu đi, với màu nhìn cực kỳ thể thao. Và tem của Dunlop Collection ở trên cổ áo đây, đây được in này, anh em có thể nhìn thấy, và cờ của Anh đây. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm tag ở phía bên hông đây, và một cái bề mặt phía bên trong này cực kỳ thoáng mát và siêu co giãn. Tiếp theo chiếc áo có mã là T27, kích thước vai eo dài là 46, 52, 69, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu Puma, và với màu trắng kết hợp với lại sọc màu ghi đậm và màu tím này nữa. Một cái phối màu mà nhìn khá là tươi, và phía mặt sau cũng là những cái đường sọc hiền như vậy. Và phối màu này thì cả nam cả nữ đều có thể mặc được nhé. Và chất liệu vải dạng cotton lưới rất là dày dặn và cực kỳ co giãn thể thao luôn. Logo Puma hình chú báo được thêu nổi trước ngực, cúc màu tím cũng có logo của Puma trên từng chiếc cúc này luôn. Đấy, và bo bên bắp tay là dạng hơi bo như này. Trên cổ áo chúng ta sẽ có một cái tem của Puma đây. Đấy, và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, ở phía bên eo đây chúng ta sẽ có thêm cái tag của Puma cộng với lại mã code đây, mã code chính hãng. Bề mặt phía bên trong này cũng rất là mềm mịn, dày dặn và cực kỳ bền bỉ luôn. Tiếp theo chiếc áo có mã là T28, kích thước vai eo dài là 45, 51, 74, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản và phối màu xanh kết hợp với lại sọc màu xanh tím than. Phối màu nhìn rất là chất luôn, và phía mặt sau cũng là phối màu sọc y hệt như vậy. Và chất liệu vải dạng cotton lưới cực kỳ mềm mịn,
mới và siêu thoáng mát luôn. Đây anh em có thể nhìn thấy chất vải của chiếc áo này rất có giãn luôn. Bo bắp tay là dạng hơi bo như này, và có cúc Uniqlo ở trước ngực đây nữa, và tem Uniqlo trên cổ áo. Và chiếc áo này cũng còn gần như là mới luôn. Mình sẽ xem ở phía bên eo đây, chúng ta sẽ có thêm cúc để thay, một cái tag nhỏ nhỏ và một cái bề mặt phía bên trong này rất là trơn và cực kỳ thấm mồ hôi. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T29, kích thước vai eo dài là 48, 52, 73, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Spalding, một thương hiệu thời trang thể thao rất là nổi tiếng đến từ Mỹ, và phối màu vàng nâu. Đây là một phối màu vàng nâu luôn, một phối màu rất là nhã nhặn và cực kỳ thích hợp với các anh các chú. Và đây cũng là một chiếc áo mà để dành cho chơi bóng rổ và chơi thể thao, mặc để thời trang để đi diện thì cũng rất là đẹp luôn. Chất liệu vải dạng cotton lưới đây, anh em có thể nhìn thấy chất vải này rất là co giãn thoáng mát và sờ cũng rất là trơn. Bo bắp tay là dạng bo suông như này, trước ngực sẽ có một cái túi có logo của Spalding được thêu nổi đây, túi rất là chất luôn. Và cúc ở trước ngực cũng có logo của thương hiệu này trên từng chiếc cúc. Tem Spalding trên cổ áo đây có ghi là size L và mới tinh luôn. Mình sẽ xem ở phía bên eo của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm cúc để thay và một cái tag nhỏ nhỏ. Bề mặt phía bên trong này cũng rất là co giãn và cực kỳ thấm mồ hôi. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T30, kích thước vai eo dài là 46, 54, 72, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản, và phối màu ghi kết hợp với lại sọc trắng ngang, là một phối màu rất là dễ mặc luôn và có thể phối với lại nhiều loại quần áo khác nhau. Phía mặt sau cũng là phối màu y hệt như vậy, và chất liệu vải dạng polyester thể thao cực kỳ trơn và siêu thoáng mát luôn, siêu co giãn. Đây anh em có thể nhìn thấy độ mới còn rất là cao. Và bo bắp tay là dạng bo suông như này, trước ngực chúng ta sẽ có một vài những cái cúc màu ghi đây, và tem Uniqlo ở trên cổ áo đây nữa. Và độ mới chiếc áo này cũng còn gần như là mới. Mình sẽ xem ở phía bên eo đây, chúng ta sẽ có thêm cúc để thay, tác nhỏ nhỏ, và bề mặt phía bên trong này rất là trơn và cực kỳ thấm mồ hôi, thoáng mát. Cảm ơn anh em đã xem video đến giờ phút này, và nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Kiên Hai Hen. Mọi thông tin chi tiết anh em hãy kéo xuống dưới phần mô tả để có thể liên hệ ngay với mình. Và mỗi mẫu chỉ có một chiếc duy nhất, cho nên anh em hãy nhanh tay để trở thành người đầu tiên sở hữu. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye.